Yo, xin chào mọi người. Hiện giờ thì mình đang có mặt tại đầu nguồn của thác Bản Dốc. Đây vẫn là thuộc địa phận của Việt Nam, còn bên phía bên kia là của Trung Quốc. Thì sau đây chúng ta sẽ cùng cùng với cả đây Hà Bác Nông Đình Trác Bản Dốc. Chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm thác Bản Dốc ở từ trên cao nhá. Ok, 3 2 1 lên. Ok, mình sẽ đưa cho các bạn lên cao xem nhá. Trời hôm nay rất là mù. Đây, hướng camera hướng tới kia chính là thác Bản Dốc. Đây ông có thể xem đấy. Ông đang ngâm các kia bay. Vâng, bác kia là bác người gì ạ? Bác là đứng ở Vích. Vâng. Bản Dốc. À vậy. Các bạn này chuyên chỉ đi cô. À, đây bác Trác thì chuyên chỉ mổ đời mổ cô bắt ốc làm mặn với nước sông. Dạ vâng ạ. Cả đây, nước. Các bạn có thể thấy đây. Cái phía mình đang bay tới đây chính là thác Bản Dốc. Vâng. Đó, bên trái là Trung Quốc, còn bên phải là Việt Nam mình. Đây là sông Quai Sơn. Đúng rồi, sông gì cơ? Quai Sơn. Quế Sơn á? Quai Sơn. Quai Sơn. Quai Sơn. Quai Sơn. Quai Sơn cũng phải, Quai Sơn cũng phải. Sông Quai Sơn. Đó. Ô Cảng cũ, nghĩa là đất thuộc về Hội Pháp là Ô Cảng. Cái sở có là xóm Bản Dốc, xã Đàm Thủy. Xã Đàm Thủy, đúng rồi. Vâng. Đi con sông Quai Sơn. Bạn có thể thấy rất là đẹp. Cái phía bên trái, cái nhánh bên trái chính là cái thác B, tức là thác bây giờ thuộc ở Việt Nam. Còn đâu cái thác A ở giữa kia thì là được phân chia ra Việt Nam một nửa, còn Trung Quốc một nửa, Cộng hòa Nhân dân Dân chủ Trung Hoa một nửa. Đó. À, thác Bản Dốc thì theo như đài báo có viết thì là một trong 4 thác lớn nhất thế giới nằm ở đường biên. Tức là so với những cái các thác mà nằm ở giữa đường biên ranh giới giữa hai nước nào đó thì thác Bản Dốc là có độ lớn thứ tư sau mấy thác ở Mỹ, cái gì mình không nhớ lắm, Nam Phi sao ấy. Đó, thì các bạn có thể nhìn bên trái kia, những cái ô xanh xanh kia chính là Bản Dun. Bản Dun là Bản Dun là chỗ Đồng Nguyên Phong ngầm đúng không? Vâng. Sang bên tay trái cũng có một cửa lối vào. Đúng rồi. Tức là cái chỗ Bản Dun này thì các bạn có thể đến đây và xem cái sự giao lưu của người Hoa và người Việt rất là đông đúc. Để xem nào. Tức là ở đây mình cảm thấy là không có sự chắc là do vẫn là đang trong vùng đất xanh chấp đúng không? Đúng rồi. Nên là người Hoa sang đây rất là nhiều, họ sang đây chơi với cả mua đồ Việt Nam du lịch rất nhiều. Đó, các bạn đang quan sát đầu nguồn của thác Bản Dốc. Được. Ok. Rất là đẹp. Đây là con sông Kỳ Xuân chảy xuống xã Đàm Thủy. Vâng. Xong bắt đầu chúng trôi xuống đấy thì tạo thành thác. Vâng. Thác này trước là thác của Việt Nam sửa Trung Quốc. Đúng rồi. Dân chiếm đâu rồi. Đúng rồi ạ. Từ năm bao nhiêu ạ? Ông sống đây từ bé luôn ạ? Tôi thì sinh năm 1959. Vâng. Từ nhỏ đến bây giờ. Đó là tuổi thọ của tôi cũng gần 68 năm rồi. Vâng. Năm 7, năm 8. Đó, mình thấy thác Bản Dốc rất là đẹp. À, phía bên phải trên núi kia thì các bạn có thể thấy đấy là Thiền viện Trúc Lâm đúng không ạ? Trúc Lâm Bản Dốc cũng là một địa điểm du lịch tâm linh mà các bạn nếu mà ai muốn du lịch tâm linh thì lên tới. Núi Đa Cao kia còn là phía nhà kiêng tẩy. Vâng. Lên khe nhàn. Khe nhàn. Khe nhàn. Bên kia sông là đất nước của hồi trước, bên kia sông đất nước Trung Hoa vĩ đại. Vâng. Từ bao đời nay nhân dân Việt Trung cùng nhau xây đắp uống nước sông và vâng. Cùng nhau bắt cá trồng hoa. Vâng. Nhưng mà do sau khi có nhiều sự cố chiến tranh thì thác Bản Dốc bắt đầu bị phân chia. Thì sau khi chiến tranh thì
và sau chiến tranh 79 rồi hòa bình lập lại, hai bên hòa hảo với nhau và đi lại. Nhưng Việt Nam thiệt nhiều. Đúng rồi, các bạn có thể thấy cái bè, những cái con bè trên sông gần dưới chân thác đó chính là hầu hết là bè của người Trung. Người Việt kiếm sống. Vâng, đúng rồi. Nhưng mà người Việt rất ít ai đi cả. Có nhiều khi. À thế ạ. Người Việt kiếm sống và người Trung chỉ cách du lịch. Vâng. Gió rất là to nên là mọi người thông cảm, mình đường bay nó hơi kém. Đây chính là toàn cảnh của thác Bản Dốc thuộc huyện Trùng Khánh, Việt Nam, Cao Bằng Việt Nam đúng không ạ? Nếu bạn nào có cơ hội đến đây tham quan thì tốt nhất là lên đây tự ngắm nhìn, bởi vì mình thấy cái thác rất là đẹp. Hy vọng các bạn sẽ quan tâm mình và các video của mình trong các số tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Bye bye.